Tôi giới thiệu với bạn cây sức cuộn của hãng Vogel. Đây là một cái model mới, lần đầu tiên về. Nên là mình review để xem là nó khác nhau gì. Thứ nhất là về nhìn sơ bộ về mặt cảm quan bên ngoài thì cái vỏ này có vẻ hơi màu sắc màu xanh, nhưng mà nó ánh ánh kim, à, màu xanh ánh kim. Kiểu này là model mới, 5m. Cái số 19 này là 19 độ rộng của cái thước, độ rộng của cái thước này là 19 mm. Đằng sau của nó đi ha, nó ghi cái gì ở đây là cái vỏ là bằng nhựa ABS, vỏ này này bằng nhựa ABS đó. 5m nhân 19, nhân 19 là nói rồi ha. Matte UV chrome, tức là cái phần này nó mạ giống như kiểu mạ tia cơ, nhìn nó có giống kiểu như tia cực tím vậy đó, UV. Rồi gì nữa không? Nylon warp blade 0,14 mm này. Phần này đây là một số thước người ta phủ lên đây là lớp polyamide, thì thằng này nó phủ là phủ nylon phủ lên trên bề mặt này này, rờ nó hơi nhám nhám, các bạn coi nhưng mà xem thôi được thôi, nhưng mà các bạn không rờ được, mình rờ được, rờ nó hơi nhám nhám ở đây. Đấy, cái vạch chia đây thì vạch chia bên trên dưới đều là mm hết. Cái đầu này thì cái đầu cài của nó này nó không có nam châm, nhưng mà đầu cài của nó mình thấy nó lỏng như thế này để nó bảo vệ cái lớp tiếp giáp ở đây nó bền hơn đó. Tiếp đến đó là gì, cứ một decimet thì nó in đỏ lên giống như thước, thằng nào làm cũng vậy. Đằng sau để trơn không có gì ha. Ok rồi, cái này mình sẽ kéo ra này, nó cong này để nó kéo ra, mình sẽ kéo ra thử ha. Xem mình bao nhiêu thì nó gái. 1m2, 1m3, 1m4, 1m5, 1m6, 1m7, ghê không? 1m8, còn 1m9 nè, cái này là 1m9 này nè, cắt đầu tí này, còn 1m9 này chưa gãy này. Mét 9 này, mét 9 là gãy ha. Thế là đồ cứng vào rất cứng luôn. Đây là cái kê thu về các bạn cẩn thận nó đến với tay. Đó. Cái này nó không có từ khóa, tức là khi mà bạn để ở chế độ này, bạn kéo ra nó sẽ tự thụt lại. Cái này cho người dùng cho người thuận tay phải. Thế là mình cầm tay phải ở đây, mình kéo ra thì nó sẽ thuận chiều đọc. Ok. Đó, chỉ khá là khóa thứ thì khóa ở đây. Rồi. Sơ bộ vậy, mã số của nó là 141605, nó có mã vạch chìa khóa của em ha, thêm nhiều thông tin chi tiết gì đó. Rồi. Khi mà các bạn về các bạn sử dụng thì bạn nhổ cái vít ở đây ra, vít cài đây ra, ở đây nó có cái khóa cài này đó, thì bạn lấy cái này ra rồi bạn bỏ hết cái phần này đi luôn, để olugin như vậy cho mình không gỡ ra là bỏ luôn, vì cái này nó đang khóa một lần xong là xong luôn. Ok, đó, nhìn như vậy, nhìn khá đẹp, nên là đầu tiên mình nhập cái hiệu này về, không phải cái model này về. Ở đây người ta cài cái dây đeo cổ tay ở đây, nhìn cũng khá là tinh tế, ha. Đeo cổ tay như này. Cảm thấy nó rớt, tất nhiên là khi mình dùng mình bỏ cái miếng này đi thì nhìn nó sẽ có vẻ đẹp hơn. Ok. Em cài mình bắt vào đây, cài vào đây, mình rất là gọn gàng, chu đáo. Kéo rất là nhẹ. Này họ làm là cái phần bề mặt này họ phủ cái lớp này nên mình đọc vẫn không có chói, chống chói ha. Mình nghiêng giấy đèn kia nó không sao, rất là dễ đọc. Một số hãng người ta làm người ta mạ bóng cái này luôn, phủ bóng cái này luôn thì mình đọc nó bị chói. Mình không có cái cây đây để cho các bạn so sánh. Nhà có một cây hàng chợ.